Hương mày là may lắm rồi hả? Không, tại vì bả đi lúc mà bả bỏ nhỏ này nhỏ lắm như con giờ nè, cái bữa là về nói là qua hai chồng không dặn gì trơn á, nó chỉ là nó ẵm con bị bệnh, cái qua cái bắt con em, cái thấy liền khúc mà thấy tội nghiệp nhỏ, rồi chạy điện bả nói mẹ ơi cho vợ con nó về nó nuôi con đi làm ăn với người ta trong vòng nghèo người ta, cái bả quen ngang cái bả trả lời nè, con không muốn con sau này nó giống Còn như nhớ nè. như vợ con là nó bị mất mẹ mất cha người ta vậy, nó không biết đi lên đó, là nó biết có cha có mẹ đầy đủ người ta, cái phải nói hồi đó tao bỏ vợ mày với con mày, vợ mày với em mày á là nó Con thơ đến nhờ Tiểu Hải tìm vợ, bà con bé lỗi chia sẻ giùm mọi người. Mọi người làm ơn chia sẻ giùm chồng ẩm đứa con thơ mới có mấy tháng tuổi à. Bây giờ bà con bé lỗi chia sẻ giùm đây để Tiểu Hải giúp giùm nha, giúp miễn phí không tốn tiền nha bà con. Giúp miễn phí không tốn tiền. Bà con bé lỗi chia sẻ giúp giùm ha. Ừ bây giờ em họ tên gì? Lê Thanh Hải, Sinh năm mấy? 1993, Quê ở đâu? Kiên Giang. Quê Kiên Giang phải. Giờ em đến đây nhờ đạo sĩ Hải là Tìm vợ em dùm, về cho nuôi con lặng chăm em đi làm ăn với người ta. vâng. Dạ. Giờ ở nhà có đánh đập vợ không? Không có một lần đó là nó tình, nó một lần á là nó có cái vụ mà nó nhắn tin với Facebook á, với một cái số điện thoại là hỏi là cái số của ai, mà nó nói dốc là số của bà dì bảy của nó, là con có quýnh là nói à em ơi đừng có giống như mẹ, cha mẹ bệnh khổ lắm, vợ chồng mình sống với nhau bắt đầu đi, tại vì ba mẹ em không có được, là em hồi đó em khổ rồi bây giờ anh không muốn như vậy. Rồi có bữa con chạy xe về vợ hai chồng đi làm, vợ con ở nhà cái quẹt ngang cái nó đi cái con chạy bển, con rước con là con nghĩ là con đi rước con á là vợ con nó sẽ về, con đi rước con rồi cái con bạn đứa con rồi mà vẫn là phòng trọ con không biết, con chạy đi kiếm vòng vòng cho con mới biết tới bên Đồng Nai bên lần con tưởng là rước con thì bỏ vợ bển là hồi chạy qua rước vợ con về được, nhưng mà con qua rước con rồi cái tối khuya vẫn 7 giờ con chạy bển là vẫn 7 mấy 8 giờ rồi bà vợ con nói là đi chơi đấu tiêu rồi, rồi con chờ tới 11 giờ nữa rồi qua sáng con chạy qua kiếm nữa rồi không gặp luôn, Đó, em bay trai vú này, luôn. anh ngắt lời em này. Em cho anh hỏi hiện nay em đang sinh sống tại đâu? À, hút ngã ba AB chưa xuống này ngã ba À ba bên là tỉnh thành nào em? Bình Dương. À tại đang sống Bình Dương ha. Dạ Rồi, em và vợ em quê ở đâu? dạ quê Kiên Giang á. Quê Kiên Giang luôn ha. Dạ Mình gặp vợ, quen vợ lâu chưa? Quen quê vợ lâu cũng chưa? cũng gần 2 năm mà. Ồ gần 2 năm này ha. Dạ Rồi, cho anh hỏi là năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? dạ em hôm nay em 1993. 93. Dạ 93 là năm em nay chín tuổi, em chín ba mươi rồi. 29 30 rồi, cứ cho nó 30 đi ha. Ờ Nhưng mà tuổi đúng là 29, cứ cho nó dạ 30. Thế còn vợ em năm nay nhiêu tuổi rồi? sáu Vợ 26 hay 16? hai là sáu À sinh vợ hai là sáu 206, vợ 2K6. dạ Ồ. 2K6 năm nay 16 tuổi hơn xíu. dạ Ồ. Vậy là vợ chồng em đã đăng ký kết hôn chưa? dạ dạ chưa, Chưa. nhưng mà bên là ba mẹ em mà như ông vợ em nói với ba mẹ là biết mặt rồi, nhưng mà bà vợ này tại vì bả đi xa vợ em quá, bỏ vợ em có lúc quá trời nhỏ đi Ồ. đó, rồi bây Trước đây giờ thì mẹ vợ thì bỏ vợ, bây giờ dạ lại bây giờ là vợ lại bỏ con. tại vì bỏ vợ em lúc còn nhỏ rồi em bắt con về đó, trên đường bắt rồi em ẩm về cái ông điện cho bà và vợ nói nè mẹ ơi cho vợ con về coi con lặng cho nó đi Rồi anh đi hiểu rồi, làm để ăn. cho anh hỏi chuyện thế này để cho cô chú anh chị trên cộng đoàn mạng mọi người mới hiểu được, mới nghe được. Dạ Nhưng em nói chuyện liên miên này nhiều khi các cô chú không nghe được nhá. Vợ em hiện nay là bỏ đi lâu chưa? dạ đi từ bữa thứ sáu bữa nay nữa thứ tư không Gần một tuần à, gần rồi. một tuần Trước khi mà vợ em bỏ đi này, em có đánh đập vợ em không? Có tác động vật lý không? chỉ là nói chuyện không mà, nhưng mà tại vì bà Nói chuyện này là lý do, nói chuyện là lý do tại sao mà vợ lại bỏ đi. tại vì em cũng không hiểu, tại bà vợ mà em đi làm á Em đang nghĩ 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 là mẹ vợ đang xúi con dạ, gái, đúng tại không? vì có thằng em vợ em á, lúc mà vợ em chưa bỏ nó thằng em vợ ruột em á là lúc mà bả bỏ thằng em vợ em với vợ em luôn, là em đi làm là bả ở nhà bả điện qua cho vợ em hoài luôn luôn, mà thằng em vợ em nó mới nói là anh hai đi làm mà bả bển mà điện qua hoài luôn. Rồi cho anh hỏi là vợ em trước khi bỏ đi như này, bỏ cả chồng mà một đứa con rất nhỏ này, nhỏ xíu mà. Con em năm nay bao nhiêu tháng rồi? Dạ 7 tháng. Ồ 7 tháng mà mẹ bỏ đi mà được, mà mẹ đã bỏ đi rồi. Dạ. Con em còn bú sữa mẹ không? Dạ đang bú sữa mẹ luôn. Ồ đang bú sữa mẹ mà mẹ sẵn sàng bỏ con đi luôn. Trời ơi.
Thế này này, vợ em liệu có đi mấy người khác không, có đàn ông khác không, em có biết không? Cái đó em không biết, tại vì qua bên bà vợ rồi, bà kêu bà giữ mà bà không giữ rồi em không biết Anh sao. nhìn trong tấm hình này này, vợ em nhìn rất trẻ đẹp, bởi vì tuổi đời còn rất nhỏ, tuổi này đang lớn đang ăn học đúng không, nhưng mà cũng nhưng mà tuổi này này lẽ ra đang ăn học, đang học lớp 10 đến 11 gì đó, mà cuối cùng bây giờ đã có con rồi mà phải bỏ chồng bỏ con như thế này. Cái câu chuyện này phải nói là có thể là đi vào lịch sử luôn, bởi vì thường là mẹ ít khi bỏ con đúng không ạ, mà đây là đang gọi là đang bú sữa mẹ mà mẹ đành lòng mà bỏ con như thế này, là một cái câu chuyện phải nói là thực sự là rất đáng buồn. Đến giờ phút này em đã cầu cứu, em tìm vợ em ở đâu rồi? Em qua nhà bà vợ em rồi nhưng mà bà Ừ, không cho gặp. sao không cho gặp? Em không biết nữa, tại vì cái bữa em chở con về á là bà đem điện bà mà nói mẹ ơi cho vợ về coi con. Cái bà trả lời với con câu này nè, vợ con còn có 7 tháng là mẹ cho vợ về coi đi, con đi làm ăn với người ta. Bà trả lời em nói, bà trả lời với em, bà nói nè, hồi đó tao bỏ vợ mày á, với kia với em vợ mày á, nhỏ hơn con mày nữa, nó cũng có chết đâu. Vì lý do là bây giờ mẹ vợ thắc mắc là Dạ trước đây mẹ vợ đã từng bỏ vợ, dạ tuổi đời cũng chỉ có 6-7 tháng tuổi thôi dạ mà không có sao hết đúng không, dạ mà đến giờ phút này thì có bạc à chính vì như vậy mà bây giờ thì vợ bỏ con như thế này thì cũng không có sợ, không không chết được. nhưng mà em là biết cái tình trạng đó nhưng mà em giờ em không có muốn là nhưng mà vợ em thấy là nó khổ cực chuyện này nó trước khi nó lớn lên nó là nó không có đủ tình thương cha mẹ này bây giờ Đất con của em tội á nha. là bây giờ con của em á là em dạy muốn bước chân đầu tiên á là nó phải có cha có mẹ dẫn đi chứ không phải là như con người ta mà không có cha mẹ Em mà phải nói là một người đàn ông phải nói rất thương vợ, thương con, rất thấu hiểu được tình đạt lý. Nghĩ rằng vợ mình trước đây thiếu thốn tình cảm, bây giờ không muốn cho vợ và chính con của mình bây giờ thiếu thốn như thế dạ này. thầy đó vậy bà vợ em nó chưa có em á là ông vợ bà vợ em thôi nhau á là nó rất là khổ em biết dư biết nhưng mà bây giờ em không không muốn là con em sau này nó như vậy nữa. Cho anh hỏi này, trước khi vợ em bỏ đi ấy, là vợ em có đem theo cái gì đi không? Điện thoại tiền là để ở nhà hết, nó chỉ là lấy quần áo thôi mà. Vợ là đeo trước khi đi là đem mỗi quần áo đi thôi. Dạ. Ô, em ơi, sao vậy? Bé này bé trai bé gái đây em? Dạ. Gái nha. Trời Dạ. ơi, bé gái dễ thương này mà mẹ bỏ đi luôn à? Mẹ lỡ đằng nào bỏ con thế này hả? Tội vậy. Mẹ em, vợ em từ khi bỏ đi đến giờ phút này ấy, là con là con gọi về nhà là có báo ở đâu không? Dạ không, nó không có xài, nó không có đem điện thoại theo chứ mà không có đem cái gì chứ. Không có xài, không có đem điện thoại luôn, không có xài gì luôn. Em có biết là vợ em là giờ đi me hay không? Dạ không, em biết là bà giấu cho em biết là đi ra em cũng không biết Bây giờ luôn. em đang nghi là mẹ vợ giấu, Dạ, chắc ăn hết đó. là đang mình mục đích chính là cho anh hỏi một câu rất tế nhị thế này. Dạ. Em hiện nay là kinh tế có ổn không? Dạ, em cũng đang làm công nhân. Công nhân mà thu nhập tốt không em? Em tăng ca nhưng mà làm tới hành chính thì tăng 8 tiếng thì cũng mất 300 mấy nhưng mà tăng ca tới 8 giờ 8 rưỡi 550 mấy. Là 300 mấy một ngày. Hiện nay là vợ em, trước cái thời điểm vợ em bỏ đi thế này là vợ em có làm cái gì hay là nhà nuôi con thôi? Từ cấp vợ vợ em có em tới giờ là không có làm cái gì nhưng chỉ là ở nhà không luôn. Ở trong cuộc sống hôn nhân thì vợ em có thường xuyên là bỏ nhà đi thế này không? Dạ chưa luôn, từ cái lúc đó giờ là chưa có biết cái vụ này luôn thì là lên đây rồi chỉ là bà vợ em điện tới điện lui là mới có. Là mới đây, là vợ mới bỏ đi thế này thôi, trước Dạ đây là không có bỏ đi bao giờ ha. dạ Em bé dễ thương này mà mẹ bỏ đi luôn này, tội không à, thương không này, nhớ mẹ không con? Bây giờ là hiện nay thì em tìm vợ em mà là ngoài ở Bình Dương này, em đã tìm ở quê chưa? dạ có ở dưới quê nhưng mà có mấy người thân á là nói là bà ổng vợ em nói là về Cà Mau nhưng mà có mấy thằng ông anh á chỉ là bên vợ em nhưng mà giấu tên thôi là nói là vợ mày nó không có về đây đâu. Em có tin điều đó không? Dạ chắc tôi tin tại Tin vì hả? dạ tại vì trước khi là em ở bển là vợ em là cái bị đồ của vợ em là còn ở đó luôn mà. Trước đây là vợ em có thường xuyên nhắn tin với bạn trai không? Vợ em nghỉ học lâu chưa? Lâu rồi Nghỉ lâu rồi. có bữa là bà nói với thằng bà nói với vợ em á là nói mày qua mày thôi chồng mày đi rồi tao đi làm mai cho mày. Ừ Là mẹ vợ em bảo vậy. mà mẹ em vợ bảo vậy thằng anh Trời vợ nó ơi, lại mẹ vợ xúi con, dạ bỏ chồng bỏ con thì đi tìm mấy người đàn ông khác. Em thấy người mẹ vợ như vậy có được, có ổn không?
Em thấy là vậy không được, tại vì em giờ em trông là cỡ nào, nhưng mà nhờ mấy chú này kiếm vợ em giùm, tại đừng có cho nó đi cái con đường mà giống như vậy. Vợ em là em rất là mừng. Em không mong muốn điều đó xảy ra. Dạ. Em có điều nào em chia sẻ trên video này để hy vọng là vợ và chính mẹ vợ của em thức tỉnh lại, để vợ em sớm quay trở về cùng với em và nuôi con của em không? Mà vợ em nhưng mà không biết tỉnh, mẹ em không biết, nhưng mà nói ờ mẹ ơi, hồi đó là bà đi dấp ngã điện đường đi, nhà vợ con là con không có muốn vào một chuyện gì tất cả hết, nhưng giống như mẹ con sau này nó còn thằng khổ hơn nữa, giống vợ con nghĩ lắm. Đúng rồi, rất tội nha. Trời ơi, em bé nhỏ xíu xíu này mà mẹ bỏ đi luôn này con. Nói chung là mẹ vợ kêu vợ bỏ đi. Dạ. Để làm mai đi người khác đúng không? Dạ. Em thấy người mẹ vợ như vậy được có ổn không? Không. Không ổn ha. Nhưng mà em thấy có làm mai chưa? Có làm mai như người nào chưa mà đi vậy? Dạ, thật, em cũng không biết giống vậy. Em đi bển mấy bữa nhưng mà giấu không đâu. Bà giấu đâu tìm không biết. Em mong muốn nhất điều gì cái cuộc tìm kiếm này? Mong muốn nhất điều gì? Em mong muốn là vợ chồng em sống sung túc với người ta. Bây giờ đứa bé nhỏ xíu này mà mẹ bỏ đi tội nghiệp không cô chú anh chị nè. Xíu xíu nè, mới 7 tháng nè. Nhỏ xíu xíu nè mà mẹ bỏ đi nè. Thương không nè. Của bác là bác chia sẻ giùm. Thương nè. Nếu mà gặp mẹ đâu thì điện thoại cho Hiệp Sĩ Bình Hải 0913 7. Thương nè. Và con bác lại chia sẻ giùm ha. Thương nè. Mới 7 tháng trời mẹ bỏ đi ha. Mau. Mẹ gì kỳ vậy, không nuôi hơn con thì đẻ ra sinh ra mà. Thôi không nuôi để chú nuôi nha. Chú ôm mẹ chú nuôi nha. Ở dưới chú không tới đường phố nha. Thương không nè. Trời ơi. Chia sẻ. Vậy em ôm con từ miền Tây về đây. Gọi điện thoại Hiệp Sĩ Bình Hải 0913 7858 858. Thế trong thời gian vừa qua là em nuôi con em bằng cách nào? Bây giờ mẹ nó đang bú sữa mẹ mà. Con em nó ăn bột được rồi. Ôi trời ơi, 7 tháng cho ăn bột luôn rồi hả? 7 tháng sao ăn bột được? Bây giờ nó không có bú sữa bình, nó mua sữa bình nó không có bú. Đúng rồi. Thôi giờ anh hỏi thiệt với em nè. Em hồi đó giờ có chơi bộ đá đấm gì không em? Ôi, bảy bảy đá. Hãy giữ mắt em là dạ không rồi. Tại vì mấy đêm nay là em ngủ không có được, tại vì là em thiếu ngủ, em tiếng ngủ anh trong con em thôi, thiếu ngủ. Nói chung là nhớ vợ rồi không? Dạ. Chứ em không có là cái vụ bậy bạ chứ. Nít nhỏ nữa nó ấy thôi. Thương quá nè. Ô. Thơm ba đó. Thơm ba. Ô thơm ba đó. Mọi người chia sẻ giùm. Ờ thương không nè. Ờ bây giờ cuối video này sao? Ừ bây giờ em còn điều gì em muốn chia sẻ trên video này để vợ em quay trở về nuôi con. Dạ, về, con về chồng là vợ con về thôi. Cảm ơn mấy chú nhiều. Đấy em nói em sao để cho vợ em nghe, để cho vợ em về. Dạ, nói về nuôi con em ơi, chứ đừng có đi linh tinh em ơi. Phải nói em sao, anh thương em lắm, anh nhớ em nhiều. Anh nhớ nhiều trong con cái mình em ơi. Anh làm ăn em giàu nghèo người ta nữa em ơi. Em có thương con không? Em có thương con không? Thương con để về mấy con đi. Ôi khóc rồi chú ơi. Ồ thương quá trời thương luôn nè. Hai ba con đều khóc luôn cô chú anh chị. Thương quá trời thương luôn. Đừng khóc con ơi. Thương quá trời thương. Thực sự là câu chuyện này phải nói là vô cùng buồn. Ở đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thế Hải Bình Dương ở đây không mong muốn là nghe và xem và quay video và đăng tải những nội dung, những câu chuyện chồng ôm con tìm vợ như thế này. Thực sự là rất đáng buồn luôn. Em bế con em lên đi. Em bế con lên dỗ nó cho nó đỡ khóc đi. Thương quá. Quá trời thương luôn. Ôm nó đi vòng vòng nó lý nè. Ôm đi vòng vòng đi. Đó, nó đi à. Vậy em đi từ khi nào đấy? Em đi lúc dưới tại đây lúc khoảng 7 giờ em chạy lên này. 7 giờ sáng. Con em thế bây giờ là một ngày nó ăn mấy bữa bột? Hai ba giác. Trời, có 2-3 bữa vậy thôi hả? Dạ. Lẽ ra nó bú sữa mẹ là một ngày phải 1-20 lần. Mà bây giờ ăn bột mà nhỏ xíu xíu này, bây giờ em đã cho ăn bột rồi tội bé quá. Em cũng chẳng biết sao bây giờ mấy chú. Bây giờ hy vọng là mẹ bé đang ở đâu, em đọc tên họ tên vợ em đi. Do Nguyễn Thị Thiệt. Họ ngày tháng năm sinh, đặt lên, đọc lên để cho vợ em về. Dạ, ngày 10 tháng 10 2006. Ồ, 10 tháng 10 2006. Nó là em có thương anh nhỉ, hoặc thương con em về mấy anh với con đi. Để cho vợ em về. Thương anh, thương con giờ em ơi. Anh thương em nhiều lắm. Không ơi chú. Không chú ơi. Nhìn con. Thương quá. Trời ơi, quá thương luôn kìa. Ồ. Đó kêu nắm con cái kết thúc rồi luôn. Ừ. Giờ nắm mấy con đi. Ôm con đi. Cô chú chị chia sẻ là chứ gặp cho chị ở đâu thì chỉ cho anh về. Về nhà chăm con thương giờ khóc, quá trời thương để nuôi mà. Về mà bỏ tội quá quá tội luôn. Cái trường hợp này là trường hợp đặc biệt
vô cùng đặc biệt. Vì em bé tuổi đời còn rất nhỏ đã phải đi theo ba để tìm mẹ rồi. Thực sự là rất đáng buồn trong câu chuyện này. À, không hiểu tại sao mà đến thời điểm hiện nay thì rất nhiều các bạn trẻ thế này là bỏ chồng mà bỏ con. À, mang lặng đẻ đau mà không thương tiếc, đúng không ạ? Bỏ đi theo mấy người đàn ông khác hoặc bỏ đi vì rất nhiều lý do. Vì nghe theo sự xúi dục của chính người mẹ ruột của mình là bỏ một người chồng khổ, một người chồng ở vùng quê để đi có thể là đi tìm một người chồng ở thành phố để kiếm cuộc sống sung sướng hơn. Cái điều đó khó có thể xảy ra. À, hy vọng là cô chú anh chị và các bạn mọi người chia sẻ, nếu phát hiện được bé gái này đang ở đâu thì chia sẻ nhiều hơn nữa để cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương đây tìm cách giúp em gái này, bé gái này trở về cùng với mẹ và cùng với mẹ mình và với chồng với con của mình. Bà con phải là ơn chia sẻ giùm bà coi có liên lạc đội Tiến Hải 0913785858, bà con phải là chia sẻ giùm. Hay cái cảnh này tội quá, quá thương luôn. Công trần xin ra thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương đây xin kết thúc video tại đây vì em bé khóc quá nhiều lần em bé khóc quá tội nghiệp quá. Cảm ơn mấy chú. Dạ con cảm ơn. Rồi quá dễ thương luôn. Chị ở đâu về lo cho bé, bé khóc không chọc con. Khóc tội quá. Bà con lần tối nào chia sẻ giùm. Rồi em bé con sang kia đi nha. Bé con đang đây ngồi đi, ngồi xíu đi ha. À, trường hợp này phải nói là trường hợp vô cùng đặc biệt. À, chồng 30 tuổi đi tìm vợ 2K6 và bế cho con rất nhỏ này. Ồ. Ồ sao con? Ồ đây mà con. Ồ. Ồ. Đẹp không nè? Ồ đứa nào nè? Ồ. Ồ em dỗ nó đi, em đưa cái gì cho nó cầm cái chai kìa, đưa cho nó cái chai đó người chơi nó chơi đi. Kiếm gì cho nó chơi ổng vòng vòng mà nó hết khóc à. Em ghi tên vợ con em vô chưa? Ờ ghi xong là lát em để đấy có số điện thoại chưa? À, có thông tin anh em báo nhé. Rồi bây giờ bế con đi về đi, tội quá, để nó nhỏ xíu rồi để tội quá ha. Em có mong muốn điều gì nữa không? Mong muốn vợ gặp nó cho bà vợ, vợ về trong con nhưng coi được cái video này. Anh thấy thương quá, nhìn này tội không này cô chú này. Muốn là vợ em nó đi cuộc đời nó giống con, giống vợ em nữa. Thương không? Quá thương luôn. Rồi em về đi, em ôm con về, em đi bằng phương tiện gì? Dạ, rồi em về đi. Đi. Em để cho anh mẹ, cái hình nhé. Em có cái túi gì mà để cho bé anh trước không mà em đi xe máy nắng nôi. Có em có mà dặn thằng với em có cái đồ em buộc ngang đó. Đâu? Xe nào? Rồi em đi đi, em về đi. Rồi em về đi. Em để hình lại cho anh. Để hình lại cho. Về đi. Thương quá. Dạ thưa anh chị bà con thì quá tội nghiệp luôn. Thực sự rất tội luôn. Tội nghiệp quá trời luôn này. Đây về nhà sao không em? Bao nhiêu phút? 10 phút ha. Bánh mì chưa ăn luôn hả? Ờ. Em lên cái ghế gì đó để trong phòng đi. Đâu xe đâu? Xe đâu? Rồi được rồi. Bình tĩnh thôi em nhé.
bình tĩnh, hết sức bình tĩnh thôi.